39 người được tìm thấy trong thùng xe container được tìm thấy trong tình trạng mặc rất ít quần áo, có người thậm chí khỏa thân. Tại sao trong môi trường nhiệt độ hạ thấp còn âm 25 độ C, người ta lại lột hết quần áo? Cảnh sát hạt Essex cho biết, thời điểm phát hiện 39 người trong xe container, nhiều nạn nhân chỉ mặc rất ít quần áo, thậm chí là khỏa thân. Có nhiều bạn đọc cho rằng chi tiết này không đúng sự thật vì đang cảm thấy nghi hoặc về nó. Nhưng đây là một trong những hiện tượng khoa học có thật. Các nhà khoa học lý giải khi thân nhiệt hạ thấp nghiêm trọng, con người sẽ có nhiều hành vi kỳ quái như là tự lột quần áo hay là đào hang trước khi bị mất ý thức. Theo trang tin Life Science, khi thân nhiệt hạ thấp xuống dưới mức là 35 độ C thì cơ thể người bắt đầu gặp khó khăn về cử động, di chuyển như là hành vi chậm chạp hay té ngã, mất kiểm soát phương hướng, chậm nói. Dần dần thì nhịp tim và hô hấp cũng giảm xuống tới mức nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Tuy nhiên thì trước khi mất hoàn toàn ý thức, nạn nhân thường có xu hướng làm những hành vi kỳ quái như là tự đào hang hay là cởi bỏ quần áo. Những ai đã từng xem bộ phim Everest năm 2015 chắc chắn không thể quên nhân vật Andy bị mắc kẹt trên đỉnh núi lạnh giá. Trước khi chết rét, anh ấy đã tự cởi hết quần áo của mình ra. Thực tế thì rất nhiều vụ nạn nhân bị mắc kẹt trên đỉnh núi hay là những nơi giá rét được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Khoa học ghi nhận đây là hiện tượng hypothermia undressing, tạm dịch là lột quần áo khi hạ thân nhiệt. Có hai giả thuyết khoa học lý giải về hiện tượng ngược đời này. Giả thuyết thứ nhất, hành vi này là hệ quả của chứng co thắt mạch ngoại biên. Thông thường, khi cơ thể bị lạnh thì các mạch máu tự động co lạnh để hạn chế sự tỏa nhiệt ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi cơ thể bị lạnh tới mức không thể chịu đựng được thì mạch máu co lại ở ngưỡng quá tải và thất bại. Các cơ sẽ giãn nở như ban đầu khiến máu ấm chảy ra từ trung tâm cơ thể đến tứ chi. Hiện tượng này dẫn đến cơn nóng đột ngột khiến những nạn nhân vốn đã mất phương hướng cảm thấy như là họ đang bị đốt cháy, dẫn tới hành vi là lột bỏ quần áo. Sau đó thì nạn nhân tử vong vì mất thân nhiệt. Giả thuyết thứ hai, các nhà khoa học lý giải liên quan đến rối loạn chức năng của vùng đồi dưới não chính là trung tâm điều hòa thân nhiệt. Khi thân nhiệt hạ xuống quá thấp, khu vực đồi dưới sẽ gửi đi một tín hiệu sai lầm chết người đến toàn bộ cơ thể rằng cơ thể đang rất nóng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cho đến nay, tất cả chỉ là giả thuyết. Ngoài tự lột bỏ quần áo, nạn nhân chết rét còn có nhiều hành vi bất thường như là tự vùi mình xuống dưới nền tuyết, đào hang hoặc là chui vào những nơi hẹp như là gầm ô tô, trong các khe đá nhỏ. Nhiều trường hợp chết trong nhà được tìm thấy trong tình trạng trốn sau tủ quần áo, dưới hộc bàn. Hành vi này của con người, phần lớn các loài động vật có máu nóng trong kỳ ngủ đông sẽ tự đào hoặc là chôn mình vào một cái hang nhỏ để trú ẩn suốt mùa đông. Hang động nhỏ hẹp giúp cơ thể động vật hạn chế mất nhiệt. Trong một nghiên cứu đăng trên Legal Medicine năm 1995, các nhà nghiên cứu Đức miêu tả nạn nhân chết cóng thường trong tư thế hiện cơ chế tự vệ cuối cùng như là nằm dưới giường ngủ, sau tủ quần áo, trong tủ. Lý giải ban đầu cho rằng quá trình tự động của thân não diễn ra trong giai đoạn cuối của quá trình hạ thân nhiệt khiến con người có những hành vi nguyên thủy gần giống với đào hang để bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt. Nếu các bạn tìm hiểu về những nguyên nhân gây chết người khi chinh phục đỉnh núi Everest, thì có thể hiểu được thêm một nguyên tắc nữa khi đang đối phó với môi trường lạnh, đó chính là không được phép ngồi yên. Bởi vì khi ngồi yên thì chân sẽ đóng băng ngay lập tức và người đó dù có muốn hay không thì cũng không thể đứng dậy được và sẽ chết do đóng băng từ từ, từ chân đi lên. Nhiều nhà leo núi đã phải bỏ mạng khi gần chạm tay tới giấc mơ Everest chỉ bởi vì muốn ngồi nghỉ một chút và họ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Khi hoạt động thì cơ thể sẽ sinh nhiệt độ, dù ít dù nhiều thì vẫn có thể bảo vệ cơ thể khỏi đóng băng. Nhưng khi không hoạt động thì đồng nghĩa với việc là cơ thể sản sinh ra rất ít nhiệt độ, không đủ để duy trì cho cơ thể chống chọi với cái lạnh. Nhiệt độ trung bình của đỉnh Everest thông thường dao động là âm 19 độ C vào mùa hè và âm 36 độ C vào mùa đông. Và nhiệt độ trong thùng container đông lạnh tìm thấy 39 người vượt biên trái phép sang Anh là âm 25 độ, tức là gần như tương đương với nhiệt độ ở Everest. Trong một môi trường bí bách như thế, không thể các nạn nhân liên tục hoạt động chân tay để tạo ra nhiệt độ bảo vệ cơ thể được, nên họ đã bị lạnh đến mức là ảo giác như trên đề cập là hoàn toàn có thể lý giải được. Một mặt thì trong môi trường thiếu oxy như trong thùng container đông lạnh được tìm thấy có chở 39 người vượt biên trái phép sang Anh, thì việc 39 người trong thùng bị tử vong vì ngạt cũng là một chuyện không thể không xảy ra. Người ta cho rằng ngạt khí
có thể là nguyên nhân chính gây tử vong. Tuy nhiên, thì quá trình điều tra về nguyên nhân của 39 người được tìm thấy trong thùng container ở Anh vẫn đang được liên tục cập nhật. Hiện tại thì chưa có kết luận chính xác. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm thông tin về vụ việc đau thương này.